Thứ nhất là đại biểu Mai Thoa Hải Dương, tinh gọn bộ máy nhưng mà ở dưới cấp xã thì cũng còn nhiều việc. Báo cáo với các quý vị đại biểu Quốc hội là ngày hôm qua thì Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trang đã nói cái này. Thì tôi thấy là cái hiện nay là đúng là như tôi nói đấy, tôi ở cơ sở bây giờ là nếu như mà cái tình hình nó bình thường ấy thì công việc nó cũng đã nhiều, nhưng mà tình hình nó không bình thường thì công việc lại càng nhiều hơn. Tôi nói ví dụ như dịch, ví dụ như vấn đề kinh tế hiện nay. Thế thì mình phải nghiên cứu vừa phải thực hiện cái nghị quyết 18-19 của Trung ương về tinh giản bộ máy biên chế, rồi là gắn với lại cơ cấu lại và nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, trong đó có cái cán bộ ở cấp xã, cấp cơ sở. Nhưng mà phải sát với tình hình thực tế. Ở đây thì qua như các đại biểu nói thì là mình đang có một cái chính sách nó thiết kế cho cả hệ thống. Tức là cái thiết kế chung thì được, nhưng mà thiết kế đặc thù là chưa được. Thì bây giờ mình phải tổng kết rà soát lại xem là cái đặc thù ở xã nó như thế nào. Rồi cái mình đang phải thực hiện cái chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn này, thì cái đặc thù ở nông thôn và thành thị nó khác nhau cái điểm gì, để rồi ta dung hòa có một cái điểm cân bằng về bộ máy, về con người, về bố trí nguồn lực, về cơ sở vật chất, làm sao nó dung hòa giữa cái điểm chung và với cái điểm riêng của nông thôn, của thành thị và cái đặc thù của ở những cái nơi khác nhau, vùng miền khác nhau. Thì tôi nghĩ cái giải pháp, tôi nhấn mạnh thêm cái điểm đấy thôi, tức là mình phải tìm cái cách dung hòa giữa cái chung và cái riêng như thế nào, thì mình phải tổng kết, mình phải rà soát lại. Thì đối với cái câu hỏi của đại biểu Mai Thoa như vậy. Còn đối với câu hỏi của đại biểu Bích Ngọc, cái chỉ số CPI vừa qua thì chúng ta cũng kiên trì được cái mục tiêu đấy, như tôi nói là cái nền tảng để cho cái vĩ mô, thì trong đó có cái kiểm soát lạm phát. Mà lạm phát thì nó có hai cái nội hàm. Một là cái cầu kéo, hai là cái cung đẩy. Thì mình chống lạm phát thì mình phải làm sao? Tức là cái cầu nó kéo này này, nó cũng phải giảm đi. Rồi hai là cái cung đẩy, mình tìm cái cung đẩy này, nhất là từ bên ngoài, làm sao cho nó hợp lý. Đấy. Tức là mình lại phải tìm cái điểm cân bằng giữa cái cung đẩy và cầu kéo này, làm sao cho nó phù hợp, nhưng mà lại phải cân bằng với lại cái thúc đẩy phát triển nữa. Đấy. Chúng ta lựa chọn mục tiêu thế nào để cho vừa kiểm soát được lạm phát, nhưng mà lại vừa thúc đẩy được tăng trưởng. Đây là một điểm cân bằng rất quan trọng. Thì đấy là cái ý thứ nhất, thì tôi muốn trao đổi là như vậy. Cái thứ hai về cái cầu kéo. Cầu kéo thì hiện nay theo cái luật thống kê thì mình phải thống kê là 752 cái mặt hàng. 752 mặt hàng. Và nhóm lại là 11 cái nhóm. Nhưng mà qua cái kinh nghiệm vừa qua ấy, thì chúng ta cũng kiểm soát từ cái kinh nghiệm của nhiều năm trước, nhiều cái nhiệm kỳ trước mà chúng ta kiểm soát lạm phát, cho nên ta phân tích được cái rổ hàng, các cái rổ hàng mà nó tác động đến cái lạm phát ở trong nước. Là cái thứ nhất là cái rổ lớn nhất hiện nay, tức là ăn uống, chiếm 39,3%. Cái việc cái rổ thứ hai ấy, mà tác động lớn là cái rổ xây dựng và vật liệu xây dựng là khoảng 19%. Thế nguyên hai cái này đã 50% rồi. Cộng với lại cái trang thiết bị gia dụng, đồ gia dụng này, rồi cộng với lại cái ăn mặc này. Đấy. Rồi cộng với lại giáo dục, cộng với y tế. Thì toàn bộ cái nhóm 7 cái nhóm này là chiếm 86%. Vậy thì chúng ta chống lạm phát thì ta phải tập trung vào mấy cái nhóm này để cho cái giảm cái
cầu đẩy cầu kéo, cầu kéo thì cộng với lại cái chúng ta đưa tiền ra, không phải tích cân đối thế nào, đầu tư công thế nào để đưa tiền ra này, thì cái nhóm mà để mà tính cái lạm phát là như vậy. Thì vừa qua thì kinh nghiệm của chúng ta là cái gì, thì chúng ta không những làm đủ ăn mà chúng ta xuất khẩu. Như tôi nói, 10 tháng ta xuất khẩu 45 tỷ đô la về hàng nông nghiệp, rồi 6 triệu tấn gạo. Thì đây là cái mà chúng ta, cái lớn nhất là chúng ta không phải nhập khẩu, chúng ta tự chủ được. Và đây là cái bài học rất là quan trọng. Nên cái nông nghiệp là trụ đỡ là thế này. Rồi cái thứ hai là cái xây dựng và cái vật liệu xây dựng. Thì sau khi mà tình hình nó lên giá như thế, thì chính phủ ban hành hai cái nghị quyết để rà soát lại cái việc lên giá nguyên vật liệu vân vân. Rồi vấn đề liên quan đến y tế giáo dục. Thì đấy là cái cầu kéo là như vậy. Còn ta kiểm soát cái cung đẩy. Ví dụ như vừa rồi ta ban hành một loạt vấn đề liên quan đến cái xăng dầu. Mình giảm thuế môi trường này. Rồi tiếp tục giảm phí, lại phí liên quan đến cái xăng dầu. Thì đấy là chúng ta cũng giảm cái đầu vào. Thì như vậy là cái chống lạm phát là chúng ta theo cái nguyên tắc là như vậy. Và tôi nói chung là chúng ta giữ cái ổn định kinh tế vĩ mô là rất là quan trọng. Trong đó có tăng trưởng, có lạm phát, có việc làm. Và chúng ta phải tìm cái điểm cân bằng của ba cái điểm này. Còn liên quan đến cái an sinh xã hội của đại biểu Bùi Xuân Thống ở Đồng Xuân Thống. Vâng. Thì báo cáo với vị đại biểu Quốc hội là cái an sinh xã hội thì chúng ta là làm có rất nhiều cái biện pháp, các cái an sinh xã hội liên quan đến một là công an việc làm, cũng là an sinh xã hội. Rồi cái thứ hai là đảm bảo cho người có công. Rồi cái thứ ba là xóa đói giảm nghèo. Rồi cái thứ tư là đảm bảo các cái bảo hiểm xã hội cho các cái đối tượng khác nhau. Thì phải nói là vừa qua chúng ta cũng làm cái an sinh xã hội này, chưa bao giờ mà chúng ta làm được một cái lớn như thế. Cho đến giờ này là chúng ta là chi ra là 87.000 tỷ. Đấy. Cho gần 56 triệu người và hơn 800 người sử dụng lao động. Báo cáo với các quý vị biểu Quốc hội là như vậy. Thì đây là một cái việc làm rất lớn của cả hệ thống chính trị của chúng ta, trong đó có cái sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội. Nhưng còn sắp tới thì có mấy cái việc mà hôm qua thì cũng có các vị đại biểu Quốc hội và các đồng chí bộ trưởng cũng đã giải thích rồi. Thì chúng ta tiếp tục xem là những cái gì nó còn, ví dụ như vấn đề nhà ở. Chúng ta đưa ra một cái chương trình, tức là xây dựng 1 triệu cái căn hộ cho người có thu nhập thấp. Thì hôm qua đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã nói cái việc này rồi. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu là như vậy. Rồi các cái sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ có cái tăng lương phụ cấp cho cái đối tượng mà gọi là về hưu, người về hưu, và nhất là cái người về hưu trước năm 1995. Lúc bây giờ thì cái điều kiện khó khăn của chúng ta, cho nên cái hệ số lúc bây giờ thì nó cũng còn thấp. Nên nay mai cái tinh thần cho cái người có công thì chúng ta lấy cái cơ bản, lấy cái lương cơ bản nhân với hệ số cộng với lại các cái chính sách được hưởng, thì để góp phần đảm bảo cái an sinh xã hội cho người có công, người nghèo. Thì xin tôi xin trả lời cái câu này như vậy. Cảm ơn Thủ tướng. Mời đại biểu.